Thật ra thì cũng nên lưu ý một điều là Hằng chưa bao giờ vỗ ngực xưng tên mình là một người chị đại, và tất cả các danh xưng đó mọi người đã dành tặng cho mình. Dành tặng cho mình thì mình cảm thấy là cái danh xưng nào nó cũng rất là huyền ảo, rất là lung linh, và mình cảm thấy vui và mình đồng ý, có nghĩa là khi mình đã cảm thấy vui có nghĩa nó cũng là một áp lực. Với Hằng thì bao nhiêu năm thì luôn có cái sự thỏa mãn khi mà tên Hằng làm một cái điều gì đó, và luôn bên cạnh đó có những điều mà người ta mong chờ nhiều hơn. Thật ra khi mà khán giả còn mong chờ, còn góp ý, có nghĩa là người ta vẫn còn, mình vẫn còn sức hút với họ. Chứ Hằng cảm thấy là tất cả những lời khen và những lời góp ý đối với Hằng, Hằng luôn cảm thấy chân thành và Hằng cần hết điều đó. Yêu thì người ta mới góp ý, còn nếu không người ta đã bỏ mặt rồi. Hằng nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta luôn cần những định kiến, để cứ nghĩ rằng nó đó là một cái áp lực. Thì có áp lực thì chúng ta mới biết là chúng ta phải cố gắng như thế nào, tìm được cách để mọi thứ mình, cái năng lực của mình, cái trí tuệ của mình để hoạt động tốt nhất, để lại một cái dấu ấn thực sự là có giá trị khi mà chúng ta tồn tại. Hằng để cảm xúc và mọi thứ nó tự nhiên nhất khi mà mình đủ chín mùi, đủ kinh nghiệm, và mọi thứ nó có một sức nặng của nó. Cho nên là nhận xét đã một cái vai trò của nghệ sĩ, nhận xét thì chúng ta phải nhận hết, có khen có quý thì phải nhận hết. Tuy nhiên cũng cần một cái gì đó từ phía khán giả, hãy bình tĩnh hơn, quan sát hơn. Rảnh là chị sẽ nấu ăn. Chị nghĩ là thay vì nhiều người sẽ đi cà phê tám chuyện với bạn bè, thì chị là sẽ cảm thấy enjoy nhất là mình khi mình làm một món ăn nào đó, nghĩ tới cái người họ ăn và sẽ thích thì cảm thấy vui. Một cái giá trị Hằng nghĩ đó nó thú vị, chứ không phải là chỉ là ngồi tám chuyện người này tám chuyện người kia. Hằng cảm thấy là làm đồ ăn, tập nấu ăn nó hợp lý hơn. Chỉ là người thích ăn ngon thì chị nghĩ là người ăn ngon thì họ sẽ nếm được cái vị rất là tốt. Và chị đang trên một cái giai đoạn là muốn thử nấu rất là nhiều món ăn, sợi xoài, gỏi xoài cũng đang thử, mà làm bánh kem, làm bánh xu, nói chung làm rất là nhiều thứ là cũng muốn thử. Mình cảm thấy vui lắm, giải trí và nhưng rất là lành mạnh. Hằng nghĩ là buổi ăn cơm gia đình vào thời đại nào cũng cần thiết để gắn kết tất cả các thành viên trong gia đình. Vì trong một tuần trải qua, Hằng gọi là family day á, hay có những ngày vào cuối tuần, có nghĩa trong một tuần chúng ta đã làm gì, chúng ta sẽ có những cái vụ hoặc những cái khúc mắc các thành viên trong gia đình với nhau. Thì đây là một cái bữa cơm để người ta ăn, giải tỏa tất cả những khúc mắc đó để bước vào một tuần sau là những cái ngày thực sự vui vẻ. Tại vì ai cũng biết rằng trong quãng rồi chúng ta đi sẽ có những cái hiểu lầm, những khúc mắc, cho nên bắt buộc sẽ có những lúc chúng ta phải tháo, rồi chúng ta lại bị rối, chúng ta lại tháo. Có nghĩa cái hành trình đó chúng ta sẽ tiếp diễn cùng nhau, chọn cách là luôn luôn đặt mọi thứ trên bàn, ăn cơm thoải mái, đặt mọi thứ trên bàn để cùng giải quyết nó. Ai cũng mong chờ tên Hằng đến hôn hả, đám cưới hả. Phụ nữ mà ai cũng muốn một nửa còn lại của mình sẽ là một cái nơi để tên Hằng có thể dựa vào, cảm thấy thoải mái nhất, relax nhất và là chính mình nhất. Tuy nhiên là có thể như chưa, cái gì cũng chưa đến lúc, thì đợi, hãy chờ kiên nhẫn một chút thì mình sẽ nhận được cái gì đó. Có vẻ như ông chờ cũng thử thách một chút, thì Hằng nghĩ là sự kiên nhẫn không bao giờ nó trở nên vô nghĩa.